Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cách dùng nấm hương hỗ trợ giảm mỡ máu nhé. Nấm hương còn được gọi là nấm đông cô hay là nấm hương là một loại thực phẩm có tác dụng tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Theo đông y thì nấm hương có vị ngọt, tính bình, không có độc nhé. Lợi về kinh tỳ vị phế, có tác dụng bồi bổ tỳ vị, ích khí, hoạt huyết, hỗ trợ hạ huyết áp các bạn ạ. Có thể dùng để chữa tỳ vị hư nhược, ăn kém, ngủ kém, chán ăn, thiếu máu, sắc mặt của chúng ta vàng vọt nhé. Hoặc là suy nhược cơ thể, tim mạch, gan mụn nhọt ạ. Đây các bạn, đây là nấm hương nhé. Và nấm hương đẹp thì là nấm hương rừng đặc sản Hà Giang các bạn ạ. Bây giờ họ rất là tiện nhé, họ sẽ xiên thành những cái xiên để họ phơi nấm lên, bảo quản nấm như ngày xưa mà có các bếp nấu bằng bếp củi bếp rác các bạn ạ, bơm dạ ấy ạ. Thì nấm này mà cứ để thì thao hồ không sợ hỏng. Nấm hương đấy ạ. Các kết quả nghiên cứu hiện đại cho thấy nấm hương có tác dụng điều tiết, chuyển hóa và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể nhé. Bổ sung vitamin D, hỗ trợ phòng ngừa sỏi mật, sỏi tiết niệu, trợ giúp tiêu hóa. Là loại thức ăn lý tưởng đối với những người bị thiếu máu do thiếu sắt, huyết áp hay là tiểu đường nhé, rối loạn lipid máu, suy nhược cơ thể ạ. Nấm hương có chứa một chất đó là albumin và đường, vitamin ạ. Hàm lượng albumin rất là cao nhé. Có các loại chủ yếu như rất dễ hấp thụ ở hệ tiêu hóa, các axit amin cũng rất phong phú và nhiều loại. Có 7 loại cần thiết cho cơ thể của mỗi con người ạ. Những axit amin quan trọng lại có nhiều chất trong nấm ạ. Trong nấm thì có những chất nhé. Kể trên có 30 loại men các bạn ạ. Có thể bổ sung các men thiết yếu, điều tiết trao đổi chất và hỗ trợ cho chúng ta tiêu hóa. Nấm hương có một loại nucleic acid các bạn ạ. Chất diễn xuất của adenine nhé, có tác dụng hỗ trợ chúng ta và giảm được lượng mỡ máu cao ạ. Chất này còn có tác dụng ức chế cho các cholesterol trong huyết thanh, trong gan và tăng cao ạ. Trong gan tăng cao ấy các bạn ạ. Nó có khả năng chống xơ cứng động mạch hay là giảm huyết áp ạ. Kết quả của nghiên cứu lâm sàng cũng cho thấy người bị bệnh lipid máu, xơ vữa động mạch hay đái tháo đường cao huyết áp thì liên tục sử dụng chất lentisin nhé, chiết xuất từ nấm hương với liều lượng 300mg một ngày tự do một ngày ạ. Sau 15 tuần lượng triglycerin hay là phosphoric acid, tổng lượng lipid cũng như lượng chất béo tự do đều giảm đi các bạn ạ. Do vậy đối với những người mắc bệnh tim mạch, nấm hương có thể sử dụng hỗ trợ trong điều trị phòng ngừa tai biến rất là hiệu quả nhé. Tác hại của mỡ máu cao thì chúng ta biết là rất là nhiều cái tác hại của nó. Mỡ máu cao là một trong những tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid trong cơ thể. Khi có nồng độ cao nhất trong máu sẽ gây ra xơ vỡ động mạch hay là xơ vỡ mạch máu, có thể gây đến tai biến mạch máu não hay nhồi máu cơ tim ạ. Mỡ máu cao trong cơ thể chủ yếu là do cholesterol trong máu
chủ yếu do gan tổng hợp lên nhé, chỉ phần nhỏ từ thức ăn thôi các bạn ạ. Cholesterol tăng cao sẽ tạo thành những mảng xơ vữa ở thành mạch máu, gây hẹp lòng mạch và tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, thiếu máu não. Nặng nhất là vỡ các mảng vỡ đó nhé, xơ vữa nằm lấp mạch máu gây ra đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim ạ. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể chế biến món ăn từ nấm các bạn nhé, từ nấm hương này. Nấm hương các bạn có thể chế biến với các loại như các loại rau củ xào hay miến xào, hay là nấm hương xào với thịt gà cũng được, hầm nấm hương xào khô nhé. Bạn có thể hầm luộc hấp, chúng ta cũng có thể cho nấm hương vào. Ngoài ra chúng ta có thể ngâm rượu nấm hương nhé, thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn rồi đấy. Các bạn sẽ dùng cho mình 50g nấm hương với 3 quả chanh, 100ml mật ong, 1 lít rượu trắng nhé. Ngâm chanh tươi thì chúng ta sẽ rửa sạch, thái ra, và nấm chúng ta cũng rửa sạch đi nhé. Chúng ta ngâm trong vòng 1 tháng là có thể dùng được. Mỗi ngày dùng thì các bạn sẽ dùng cho mình từ 10 đến 15ml trong một lần nhé. Và ngày chúng ta dùng 2 lần các bạn ạ. Nó có tác dụng, nó có công dụng cho nhé, khỏe tỳ vị, xúc tiến tiêu hóa, hỗ trợ và điều trị tăng huyết áp, giảm mỡ máu ạ. Đấy là cách thứ nhất. Và cách thứ hai đó là canh mộc nhĩ nấm hương. Các bạn sẽ dùng cho mình là 50g nấm hương và mộc nhĩ ạ, 25g nhé. Dầu, gia vị, các thứ ạ. Các bạn có thể dùng canh thì với thịt gà hoặc nước luộc thịt gà nhé, để mình nấu lên thành canh vừa phải. Chúng ta sẽ cho ra bát rồi mình ăn ạ. Công dụng của nó là các bạn dùng thường xuyên thì sẽ hỗ trợ điều trị đối với những người thiếu máu nhé, hay cao huyết áp, xơ cứng thành mạch máu hay là co thắt cơ tim. Đó là một món canh rất là bổ dưỡng. Mà những cái món canh này thì rất là đơn giản thôi, chúng ta có thể nấu ăn hàng ngày rất là hiệu quả nhé. Hoặc là tuần các bạn có thể ăn 2 đến 3 bữa được là được ạ. Với rượu thì chúng ta nhiều người không muốn uống rượu thì chúng ta nên làm món canh, hoặc các bạn xào nấu lên rất là tốt nhé. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn cách dùng nấm hương hỗ trợ giảm mỡ máu rất là hiệu quả đối với những người mỡ máu cao nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.